Thứ nhất là vừa mới mở video lên là cái video resolution này nó không có khớp nè. Video là 720 trong khi cái độ phân giải của phụ đề là 480, cái này chăm trước được, không sao. Rồi, tiếp tục. Trước hết là soát lỗi CBS và CBL. Thì cái này CBL là cao nè, 55 trong khi bình thường là 50. Ở bên IG-SUP là 42. Special Edit là 50. Cái này trên bên IG-SUP chắc là nó cũng dài rồi. Cái này tới 72 nè. CBL cao thì phải xuống hàng, canh nó xuống hàng nha. Cái này để xíu đánh dấu lại nha. Những chỗ nào mà sai anh đánh dấu lại, Ctrl D. Để xíu. Ctrl D nè. Chỗ nào mấy chỗ này Ctrl D hết, chứ chỗ nào có lỗi anh Ctrl D hết. Lát hồi sửa sau. Để xem có cái tool nào nó sắp xếp theo lỗi không, chứ không có. Giờ thử sắp xếp theo văn bản tổng chiều dài. Đây, những cái này bị lỗi hết nè, đánh dấu hết luôn. Cái đó là CBL nha. Rồi tới CBS, công cụ sắp xếp theo số ký tự một giây. Văn bản nè, số ký tự giây nè, mấy cái này lỗi hết luôn, đánh dấu hết luôn. Rồi sau khi xong sắp xếp lại theo số thứ tự, số thứ tự từ 1 đến 100 gì nè, trở lại đúng số ký tự nè. Tiếp tục là nội dung nè. Sau dấu phẩy, dòng tiếp theo là viết thường nha. Để chút. Ở đây thì anh Ctrl E nè. Đánh dấu Ctrl E khoảng, nếu như chưa có bookmark á thì chỉ bấm một lần thôi, mà đã có bookmark thì bấm hai lần để nhập chi tiết. Lỗi chi tiết, ví dụ sau dấu phẩy không có, sau dấu phẩy viết thường. Hai chỗ này có thể gộp lại với nhau nè, gộp lại với nhau. Control nè, đánh dấu nha. Control Shift K, Control Shift K. Rồi sau dấu phẩy cũng vẫn phải viết thường nha. Rồi tất cả là viết hoa đầu dòng hết. Chắc là trong phần á này nó ghi gì ta, tự động viết hoa sau khi enter nè, thì thường bị lỗi này nè. Bên Unikey vẫn lẫn EVK đều bị như vậy luôn. Phần nội dung thì tương đối ổn, anh thì chuyên về Anh Việt nên anh sẽ chuyển cái này qua cho bên chuyên về Trung Việt. Thí dụ sau ha ha có thể là chấm than, một số chỗ không có đánh thiếu dấu nha. Thiếu dấu, hai chỗ này là thiếu dấu luôn. Dễ bỏ. Này giờ anh kiểm tra kiểu kiểm tra nhanh đó nên phần chi tiết sẽ đưa cho người khác nha. Cái này mới là soát lỗi phần bên ngoài thôi, còn phần nội dung sẽ có người khác kiểm. Chỗ này nè,
chữ nhiều, chữ quá nhiều, trong khi thời gian thì quá ít nè. Ký tự 1 giây nè, CBS bị lỗi. Lý Trung Chiếu xiên trả phụ tố, thà yếu sát đối phương. Không kịp. CBS cao là nhanh quá đập không kịp đâu. Chu lại gân sợ. Cái này trái chuối tức giận nghe thấy giống kiểu như là giống như Google á. Đặt lại tên nha. Theo anh thì cái tên này nên là Nãi Nộ nghe chưa? Diễn bố nhân Chu Ba Nhã Chu. À, không à. Trái chuối tức giận. Cái này hình như tới 5 từ lận á. Tác giả: Phẫn nộ của Xiang Xiao. Phẫn nộ của Xiang Xiao. Chủ bố: Chu Ba Nhã Chu. Tác giả: Phẫn nộ của Xiang Xiao. Cái chữ cuối như là tiêu à. Phẫn phẫn nộ cái gì tiêu á. À? Tôi chậm đi nghe thử. Trở phẫn nộ của Xiang Xiao. Phẫn nộ đích thường tiêu. Tiếp tục. Chủ bố: Chu Ba Nhã Chu. Chủ ban, người chủ trì, cực của Ba Nhã Chu, cái này đúng rồi. Rồi. Về phần tổng quát thì khá là ok. Nội dung thì để kiểm tra chính tả trước nha. Quên kiểm tra chính tả. Đây, phần kiểm tra chính tả nè. Thách trụ. Này mà tìm từng từ thì hơi bị cực ấy. Bên này có một từ gợi ý nè. Thì sau khi chọn thì những chữ nào mà không có dấu nặng sẽ tự động chuyển thành thạch trụ. Còn không thì chỉnh ở đây cho chắc ăn. Rồi. Thay đổi tất cả những từ nào mà thiếu dấu nặng nha. Rồi. Đạp đổ mương suối, cái này đúng rồi, đúng thì bỏ qua. Chọn bỏ qua một từ, bỏ qua tất cả đều được. Tại từ này nó không có phổ biến lắm. Kinh thiên động địa, sao chữ địa thiếu dấu phẩy. Ê, thiếu khoảng cách thì phải. À, chữ này đúng rồi, mấy chữ này đúng rồi. Vậy bỏ qua. Hắn khó khăn ưỡn lưng, hăng là ở đây thiếu dấu sắc nè. Thay đổi. Từ này đúng, bỏ qua. Tả tơi đúng rồi, bỏ qua. Lục Hồng Kỳ. À đúng rồi. À, cái từ lúc nãy có chữ đây người là sao ta? Tìm chữ đây người. Quên đọc. Được. Đó là đầy người hay đầy người ta? À đúng rồi, vừa rồi trong hội trường đầy người nè. À, kiểm chính tả tiếp. Chọn Z để tiếp tục kiểm. Cái này công phu nên dịch là công phu nha. Công phu. Thay đổi nè. Cái này không sửa cũng không sao. Mà nên để là công phu đi. Rồi, chữ này chữ nhất nè. Thay đổi. Này đúng rồi, bỏ qua. Bỏ qua một từ. Sau khi xong, nó hiện ra cái này thì cứ ignore, bỏ qua đi. Rồi, xong rồi đó. Giờ kiểm lại chắc không còn năng đâu, không còn lỗi đâu. Mấy cái bỏ qua thì chỉ còn mấy cái bỏ qua thôi. Cái là chính tả. Còn về phần công cụ nè, sửa lỗi phổ biến nè, fix common errors. Bên tiếng Việt nè. Quên chọn mấy cái này rồi. Đợi chút. Gỡ bỏ không gian không cần thiết, không gian là khoảng cách nè.
sửa lỗi thiếu không gian, thiếu khoảng cách, gỡ bỏ thời gian không cần thiết. Thời gian ở đây là thời gian là dấu chấm nha, là chữ comma bên tiếng Anh ấy. Period là dấu chấm. Thì người dịch cái phiên bản này nè, người dịch phần mềm hơi bị chuối, sửa lỗi dấu phẩy nè, ngắt dòng do dòng quá dài. Cái này họ không nên để tự ngắt nha, mình phải ngắt thủ công. Gỡ bỏ ngắt dòng trong văn bản ngắn chỉ có một câu. Sửa lỗi lập ký từ, lập ký tự, dấu cặp. Này không hiểu. Cái này chờ bỏ qua. Thêm thời gian ở đây là dấu chấm nè. Sau dòng tiếp theo thì mình bỏ qua nha. Chữ cái sẽ viết hoa bắt đầu sau đoạn, sau dấu gạch gạch ngang á, đoạn là dash dấu gạch ngang. Không chọn nha. Chữ cái bắt đầu viết hoa sau thời gian trong đoạn, sau dấu chấm trong đoạn. Sau dấu chấm trong cái này có. Chữ cái bắt đầu viết hoa sau dấu hai chấm. Cái này bỏ qua đi. Thêm, nhớ đừng có chọn nha. Thêm dấu nháy kép bị mất. Rồi, đúng rồi. Sửa lỗi phụ đề khi có hơn 2 dòng. Bỏ qua. Phía subtitle để coi. Sửa dấu này, hai gạch này thành dấu 3 chấm này. Ok, chọn đi. Gỡ bỏ cái này. Cái này sẽ trở thành, chọn luôn. Cái này bỏ qua nha. OCR bỏ qua. Sửa lỗi thiếu dấu gạch này ít khi dùng lắm, bỏ qua. Sửa lỗi in hóa, cái này chỉ có cần, tiếng Anh mới cần thôi, bỏ qua. Gỡ bỏ khoảng cách giữa các dòng, ở giữa các số, bỏ qua. Cái này bỏ. Hợp thoại sửa lỗi trên một dòng. Hai zone, hai Hilda, hai Ida. Cái này là nó tự động ngắt dòng khi có dấu gạch ngang nha. Này bỏ qua đi. Remove Stardust in first line. Có nghĩa là cái này đối với lời thoại hai nhân vật thì mới có hai dấu gạch gạch nối thôi. Chỉ có một cái này là ở đầu dòng á, mà chỉ có một hàng là dư rồi, nên nó sẽ đồng bỏ qua. Normalize string, cái này chỉ dành cho ngôn ngữ như Hy Lạp thì mới cần thôi. Gỡ bỏ dấu ba chấm ở đầu dòng. Đúng rồi, chọn này đi. Rồi, sau khi tiếp tục, sau khi xong nhớ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nha, cho nó dễ nhớ. Thật sự thì cái này ngôn ngữ nào miễn cùng thiết lập này là được, mà tiếng Việt cho dễ nhớ. Ở đây không gian không cần thiết là dấu khoảng cách nè. Cái khoảng cách bị dư. Không gian là space phím cách. Sửa lỗi hiển thị trong thời gian ngắn là ở này nè. Số CBS nó cao, nó sẽ tăng đi giảm chút. Này nhớ nha, số 81. Số 81 coi lát hồi xuống nhiều. Bây giờ mình lọc theo chức năng. Những cái cần trước tiên là sửa lỗi khoảng cách không cần thiết, nút khoảng cách. Bây giờ mình chọn tất cả và sau đó Invert Selection. Ngắt không chọn. Tại mình chọn những cái cần thiết thôi. Mấy cái không gian không cần thiết là khoảng cách nè, dư khoảng cách ở phía sau dấu phẩy. Rồi sau đó mình apply từ từ thôi nha. Áp dụng lựa chọn nè, nó sẽ mất đi mấy cái đã sửa rồi. Sửa rồi thì nó không còn hiển thị trong danh sách nữa. Sửa chữa hiển thị trong thời gian dài là CBS nó quá thấp á. Cái này thì cứ auto đi, không có sao. Áp dụng nha. Rồi tiếp tục. Nhớ bấm, khi mà chọn nhiều cái thì bấm nút khoảng cách để mà chọn hoặc là không chọn nha. Sửa lỗi hiển thị trong thời gian ngắn. Cái này liên quan đến CBS quá thấp nè, cho nó tự động sửa luôn đi. Apply. Áp dụng. Rồi. Xong. Phần sửa lỗi thì đến đây tương đối xong, bây giờ chỉ còn CBS và CBL thôi. Cái nãy là số dòng số 80 mấy phải không? Bị CBS nè. Nãy là 24, 25 thì nãy giờ còn 20 nè. Đỡ hơn rồi đó. 又撞碎了一座房子的外墙后，才终于摔落在地。视野的另一边，公鸡飞。
chỉnh tốc độ bằng Internet Ship Z hoặc Internet Ship X nha. Nghe cho dễ. Rồi, đến đây là kết thúc video nha.